cách ta miệng mình ạ. Đây là cam trước. Cam sau đây ạ. Mic thu lại ạ. Em tép bàn phím ạ. Nhưng cái phím này thì không có trên bàn phím nên nó sẽ không hiện. Mình test loa cho mình. Loa con này khá là hay đấy. Loa to. Ổ cứng 256 với em chưa làm 2 ổ.